nước mắm này có hai anh ăn không? Cho em kêu cho hai ăn một phần nha. Rồi, cảm ơn em luôn. Chị nước mắm này sao Thái? Chị nước mắm này Thái? Thái đi má. Ok. Vậy là hai phần. Ừ. Để đi đợi, đi đợi. Đợi xíu ra cho hỏi ra. Ủa? Trời ơi, cái lúc rồi. Trời ơi, cái ai? Hello Tâm Thảo. Xin chào tất cả mọi người của kênh YouTube Chiếc Điện Tiên Phố và Hân Trần Logo TV. Hôm nay có một ngày rất là vui. Đang bao nhiêu một xô á? Anh muốn ăn lộn xộn 50, 100 hay lựa món gì cũng được. À, để cho anh lộn xộn 100 đi. Dạ vâng. Rồi ghi này cho anh Susu sách Thái. Nè, này 100 ngàn của cái anh áo xanh đó đó. Chi nước mắm ghi giấy luôn đi. Tắm nữa má ơi. Trời ơi. Nhắn cái gì? Trời ơi. Má. Xạo má. Nè 100 ngàn của cái anh áo xanh nè. Rồi bây giờ Tâm Thảo bữa nay đứng đây bán phụ Nhi nha. Ok. Rồi vui vẻ. Thì 1 triệu đi. Sống gì tiền. Anh ăn cái gì? Chả cá này không hả? Ừ. 100 ngàn luôn hả? Ừ. Trời. Bây giờ nói ra mọi người, không phải là ở trong cái đập tiền vệ này không phải là đi một bộ Nhi bán. Mà Tâm Thảo có mấy bà chị cũng bán trong đây nữa không? Hôm nay là thấy rất là nôn nao muốn vào đây vậy đó. Nhưng mà do là tại vì mình không có đi được. Bữa nay vô đi. Tâm Thảo còn hơi cảm nữa cho nên là không có vào được. Bữa nay hết hẳn rồi mới dám vô đây. Là hôm nay em ở nhà mười mấy ngày rồi mọi người. Và em đã cách ly mười mấy ngày rồi. Đây là gian hàng của chị bé Ba. Đây, bánh rán thập cẩm nha, 13k nha mọi người, xúc xích, pate, chà bông, phô mai. Đó. Các bạn không ăn nhân nào thì mình lấy ra nha mọi người nha. Mọi người mình có đến đầm sen quê thì mọi người mình ủng hộ Bội Nhi nè, cũng như là chị bé Ba. Đó. Bé Ba bánh rán nha mọi người nha. Bán đỏ không chị ơi? Chị bán đường nè. Dễ thương quá. Còn đây là bà chị thứ hai của Tâm Thảo nha mọi người. Chị hai lúc trước là đi đoàn chung với Thảo bên đoàn Hương Nam nha mọi người. Kệ seamless kìa, trời ơi. Em hot quá trời à chị ơi. Chị mới gặp em ngoài đời luôn á. Đây là gói cuốn của chị hai nha mọi người. Chị hai ủi đồ. Chị hai ủi đồ nha. Chị hai lúc trước là đi chung đoàn Hương Nam với Thảo đấy mọi người. Đó, mọi người mình có đến đầm sen quê thì mọi người ủng hộ chị hai nha. Quán ăn chị hai gói cuốn há cảo hấp nha mọi người. Đó. Còn một người chị nữa mà người chị này bí mật đi mọi người theo. Đây tiệm cà thơi nha mọi người nha. Ủa đây mập quá vậy. Nói nghe nè mọi người, đây là chị Cà nha mọi người nha. Thì bữa hổm Yumi cũng đã giới thiệu rồi. Thì hồi trước khi mà Tâm Thảo biết đến Hương Nam và biết đến Sài Gòn là cũng nhờ chị Jessica, và có một thời gian là cũng ở chung nhà với chị luôn nha. Đây, mọi người có đến đầm sen thì mọi người ủng hộ cho chị Cà nha. Trời ơi, mập quá vậy. Bán đỏ không chị? Ngày bán được 17.600. Ồ, tươi xanh thấy không? Nè, vừa cho thuê trang phục mà vừa làm bầu xô. Rồi nói chung là làm các kiểu hết. Nói chung là chị Cà rất là giỏi nha. Nói mọi người thôi, chị bán ế đó mọi người, vô ủng hộ em nha mọi người ơi. Chị Cà rất là giỏi luôn á. Cái gì cũng biết làm hết.
Làm em gái còn, em còn biết làm giờ nữa, có ai cưới em không? Trời ơi, nói cái mùa dịch này ha, là nhìn chị cà rất là tội mọi người. Biết sao không? Vì cũng như là vì lo cho dân đó mà chị cà bất chấp dân, lo cho chị em, cho cộng đồng luôn. Không, mà hình như là em thấy là không, ngoài chị em cộng đồng Loto ra thì em thấy chị còn đi mà rồi, phát cho rất là nhiều người nghèo, số những người khó khăn. Đúng rồi, không có lương thực rồi nọ. Nói chung là F0 rồi nọ. Cái mùa dịch này là chị cà rất là cực mọi người. Như, có bệnh luôn phải không, nghe nó bệnh luôn. Đúng rồi, bệnh nằm bệnh viện hết 15 ngày. Đó, vui vẻ. Ok kệ đi, miễn sao mà bây giờ là chị được khỏe rồi, được đứng ở đây là rất là mừng rồi. Đó. Và cũng cảm ơn chị cà rất là nhiều luôn nha. Không có gì đâu em. Hy vọng là mọi người vô đây ủng hộ cà nha, nhìn tủ trái cây của cà đi hoành tráng. Đáng vô cùng rẻ. Mọi người cái biết cái tủ này là biết cái phong cách của ai không? Hai anh YouTube này là ăn hoài là biết. Mọi người biết cái tủ trái cây này nhìn vô là biết là theo phong cách của nước nào rồi đó, của Thái Lan. Đây trái cây lắc nha mọi người nha. Phong cách của Thái Lan. Đó, bởi vì đâu có sai đâu mọi người. Cà thơi. Đặt cái tựa là biết cà thơi là mọi người biết cái gì không? Cà thơi là BD đó mọi người. Khoan, Tâm Thảo còn một người bạn nữa, đi theo Tâm Thảo. Hello anh. Đây mọi người ơi, ngoài là những chị em mà Tâm Thảo biết đó, thì cũng còn rất là nhiều người bạn nữa. Thì mọi người mình này là cũng bóng kính nha mọi người, cũng cùng giới luôn nha mọi người. Nói chơi vui vẻ nha. Thì mọi người mình có vào đây rồi thì mọi người mình ăn những món ở trong đây. Nói chung là mỗi người bán món. Thì mọi người mình thích món nào thì mọi người mình ăn món đó. Nói chung là ở trong đây là bán sạch sẽ nè, hợp vệ sinh nữa. Cho nên là mọi người yên tâm nha. Mọi người mình có thích món ăn nào thì mọi người mình ủng hộ cho mấy bạn cũng như là mấy chị em cùng giới của Tâm Thảo. Bán đỡ không? Đây là cái gì? Bánh tteok bokki. Không có biết tiếng Anh. Tteok bokki Hàn Quốc. Tteok bokki Hàn Quốc đó mọi người. Đây. Nói chung là nhìn rất là sạch sẽ và đẹp mắt. Wow. Còn đây là cái gì vậy chế? Nhật lê, gỏi khô bò ba khía, trời ơi, gà, tôm, sườn chiên, các loại khô, khoai tây luôn nha. Facebook là Nhật Lê nha mọi người nha. Mọi người mình có ăn thì mọi người liên hệ với Facebook Nhật Lê nha. Đây, rất là nhiều món. Đây. Quá trời, đồ ăn giặt nha mọi người, này đồ ăn giặt nha mọi người, trái cây khô. Ôi. Ủa một phần như nhiêu chế? Một phần ba khía thì 60, còn một phần không thì 40. À. Nếu mà một phần mà có ba khía thì 60. Còn cái phần mà thịt bò không thì 40 nha mọi người. Nhìn rất là sạch sẽ luôn. Đó. Mà Tâm Thảo chưa có ăn, nhưng mà Tâm Thảo cũng có nghe mấy bạn của Tâm Thảo đi đến đây tham quan ăn và về và cũng cho một cái review, nói là rất là ngon nha mọi người. Trời ơi, nhìn thấy thèm quá. Một con vậy nhiêu anh? Một con 30. Một con là 30k nha mọi người. Đây. Trời ơi, nhà thiết kế nha mọi người. Đây là nhà thiết kế gì Andy Huy nha mọi người. Nhà thiết kế. Nói chung là những chiếc đầm dạ hội, những cái mẫu áo cưới là rất là đẹp nha mọi người. Tâm Thảo tuy là Tâm Thảo chưa có mặt lần nào nhưng mà thấy trên Facebook, tại có kết bạn Facebook thì rất là đẹp nha mọi người. Đây. Nhiều nha. Quán ăn su su luôn. Ủa? Là cái quán của chế luôn hả? À có em. Đây món ăn rất là nhiều nha mọi người. Cái này là kêu bằng gì? Đây đồ xiên nướng BBQ. À đồ xiên nướng BBQ nha mọi người nha. Đó thì mọi người mình có đến đầm Sen Que á thì mọi người mình nhớ ủng hộ cho tất cả chị em và bạn bè của Tâm Thảo trong đây nha. Nếu mà mọi người mình có thương Tâm Thảo rồi thì cũng như là coi như thương tất cả các chị em bạn bè trong đây, ủng hộ mọi người món đi cho mọi người đều vui. Ví dụ bữa nay mình ăn món này thì ngày mai mình ăn món kia đó, mình ăn xong rồi mình xây tua lại, ủng hộ đều hết. Để lâu chưa?
em mới lên luôn á. Vậy hả? Thôi giờ đi qua Bội Nhi nha. Bán đỏ không em? Ok. Bán lai lai xương xương mong mong na na nụ nụ. Giàu quá. Giàu quá hả? Mới sắm 20 con bò nè. Tại ngựa mọi người. Em biết cái nết của Bội Nhi. Không phải tự nhiên khơi khơi mà chạy xe có bị té đâu. Dướng dây điện má. Không phải là dướng dây điện đâu mọi người. Nhìn trai hả? Ờ. Có miệng quá trời. Ở đây con tính. Rồi. Em biết cái đánh Bội Nhi em biết. Là nó chạy xe nói vua mi là giống năm mươi nhau á. Chiên nước mắm là nó chạy xe cái gì nè, mỗi lần mà tới đèn đỏ cái bắt đầu cái anh rồi này là cũng là do chọc chai đó rồi thành ra bị té chứ không phải là bị dính dây điện cho mọi người nha. Ok hôm nay thăm đảo ra phụ bán Bội Nhi bán luôn phải không? Đây là phụ nha, có được không vậy? Thấy cái mặt thấy chữ tiền quá. Ờ đúng rồi, chim cỏn. Đúng rồi, 5-6 tháng rồi bị thất nghiệp đúng không? Tao phải thấy cái chữ tiền nặng quá trời ơi, chết rồi. Nói chứ mọi người ơi, mọi người. Ủa mà không có bán bên kia hả? Không, trả bên kia luôn rồi. Thiệt hả? Giờ tôi đâu có đứng ở bển bán ế lắm. Bây giờ thôi về đây luôn. Mới mua cái tủ nè. Đó mọi người thấy không? Những món ăn ở đây nhìn rất là bắt mắt và bên cạnh đó thì rất là hợp vệ sinh, rất là sạch sẽ luôn mọi người đó, cách bố trí rất là đẹp, dễ thương quá à. Này dễ thương quá. Chả cá này của ông Tâm nè. Ủa nó nghe là để này chi vậy? 100 ngàn. Ê nhớ này gì vậy? Để cho đẹp vậy đó. À vậy hả? Để cho đẹp rồi lấy cho khách ăn. Còn cái này là phong thủy nè, chị bùa chị tà chị ngải đây nè. Ai mà xài bùa xài ngải thì không có vô đây được, không có vô đây được nha. Chỉ bùa. Ví dụ như ai mà xài bùa mà, ví dụ như giống như, ví dụ thôi nha, em ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ Tâm Thảo có bùa đi. Tâm Thảo vô đây tính, tính nói ngọt ngọt, đặng mượn tiền mà Bội Nhi, đặng dụ dỗ Bội Nhi đưa tiền đó, là ở đây là không có. Có tội ở đây là bảo đảm là không có dụ được. Đúng rồi, nhiều khi lợi thì đứng khều 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 cái lột cái điện thoại, lột cái đồng hồ ra đúng không? Còn không mà kéo ra kéo. Đồng hồ này của Ngọc Trinh. Yeah. Ngọc Trinh tặng đó mọi người. Cái hồ về trên đây là mới thanh lý Ngọc Trinh dán lên hả? Hộp này á hả? Hộp này là của cái của gì? Ai mà cái gì băng á, bạn băng băng hả? Không phải, cái gì băng đòn di băng. Ờ đòn di băng. Ôi ôi, của chồng đòn di băng tặng sinh nhật của họ. Chồng đòn di băng tặng cho bà hả? Bà lấy chồng người ta hay gì mà người ta chồng người ta tặng hột sòn cho bà? Anh em bạn bè quen biết nhưng mà tặng hột sòn. Trời ơi không nhớ đâu. Không phải là tặng nè, nếu mà tặng hột sòn nhẫn á thì mới là gọi là lấy chồng người ta, còn này là tặng cái hộp thôi đúng không? Tặng cái hộp thôi, bà dán lên móng là bà ý nghĩa gì? Mà trong cái đó bà dán vô ngón tình nữa, bà bôn người ta phải không? Người ta coi bà là em nhưng mà bà muốn lấy người ta làm chồng. Sao bà em bôn nói người vậy? Ta bà môn người ta. Bà thấy cái ngón này của chị đẹp quá em. Bà môn người ta. Trời ơi bà quá trời quá đất rồi. Dạo này Ngọc Nữ đi cái tông dễ thương quá ha. Cái tông lúa mùa duyên thấm đó em. Trời ơi. Hey. Kìa chào kìa. Cá ăn chiên này chị ơi. Thôi nè, thôi bây giờ Tâm Thảo ở đây chơi với Bội Nhi chút nha. Tâm Thảo. Lâu quá mới thấy Tâm Thảo. Hay quá. Thảo ơi, chị ơi, bye bye mọi người đi. Chết tâm tiếp thì mọi người ơi nhớ ra đầm sen que ủng hộ cho em cũng như là Hương Nam và tất cả các anh chị em tử thương khác nha quý vị nha. Và mọi người ơi đọc số tài khoản đi. Đọc số tài khoản. Dạ chương trình ở đây thì chương trình quyên góp cho F0 đã điều trị hoàn thành nha quý vị nha. Thì để tái hòa nhập cộng đồng mọi người có thể quyên góp cho số tài khoản của Tâm Thảo Hường. Đừng có đọc má ơi, tao nói giỡn má ơi, hết rồi xong rồi, được rồi. Bấm quá thì bấm luôn, bấm quá thì kiếm cái số tài khoản thiệt. Tại vì em không có nhớ số tài khoản, tính bấm kiếm mà bọn chị nói vậy thôi. Trời ơi, là tính cho số tài khoản thiệt luôn hả? Trời ơi chết rồi, trời ơi bấm quá thì bấm, trời ơi là trời, quyên góp cho F0. Không, mọi người đâu, ơi không phải đâu, tại vì nãy mọi người nói là quyên góp cho F0 mà Tâm Thảo đã từng bị F0 nữa thì bà tính lấy đó phải không? Thì ai biết đâu tôi kêu gì được. Bà ngay đâu nè, ông Tâm của F0 kìa, bà lấy trọng đó. Bây giờ bà quyên góp cho ổng đi. F2 giờ bây giờ bà quyên góp cho ổng đi, bà quyên góp cái gì cho ổng đi, góp trời ơi, trời ơi, góp nguyên người luôn kìa, vỗ luôn.
Mọi người ơi, nhớ like, subscribe kênh, ủng hộ cho mấy anh YouTube nha quý vị nha. Và mọi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Phải theo dõi, nhấn vô cái chuông để xem những cái clip mới nhất, hot nhất, vui nhất, hay nhất của các anh YouTube mỗi ngày sẽ upload lên cho mọi người xem. Bye bye.